Chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay mình sẽ đi khảo sát cái bộ dây cao áp. Thời gian vừa qua thì có một số những anh em thì cũng hay phàn nàn về cái dây xe của mình á, cái tình trạng nó là bị nổ, nó không có đều ga đều máy gì hết á, mà cái hiện tượng thì mình tư vấn từ xa thôi á, thì mình cũng biết sơ qua thì nó nằm ở cái hệ thống đánh lửa. Thì trong cái hệ thống đánh lửa mình nó có rất là nhiều nhiều thứ liên quan. Tuy nhiên là cái mà mình recommend anh em kiểm tra và thay thế ở thời điểm này đối với những cái xe cũ á, mà cụ thể là cái con xe Vitara đời 2005 á, đó chính là cái dây cao áp. Mình nói xe Vitara đời 2005 thì nói chung chung thôi, chứ còn đối với tất cả những cái xe cũ, xe hệ thống cũ mà họ dùng cái hệ thống đánh lửa cũ, dùng cái dây cao áp thì đến thời điểm này là nó đã xuống cấp rồi. Xuống cấp như thế nào thì mình sẽ phân tích, mình sẽ có một cái clip mình phân tích sau tại sao mình biết chắc chắn là cái dây cao áp đó. Ở đây thì trong cái nội dung cái clip ngày hôm nay thì mình chỉ nói sơ về cái tiêu chuẩn kỹ thuật của hãng đưa ra để mà mình kiểm tra. Có nghĩa là theo tiêu chuẩn hãng thì mình sẽ đo kiểm như thế nào. Thì trước hết thì để mình mở cái tài liệu của hãng ra cái. Rồi mình mới nói được Vitara đây. Cái này nó rất là khó chịu. Cái hiện tượng là xe mình nó sẽ nổ rung giật, ga không đều, chạy nó không ngọt ngào vậy. Chạy tí cho nó loát. Ủa, sách hướng dẫn Suzuki phải không? Không phải, sách hướng dẫn thì sẽ không dùng được mà phải dùng cái đây. Lúc nãy mình mở cái sách hướng dẫn của người dùng thôi. Còn đây là mới là cái workshop, tài liệu của workshop khác. Tài liệu của mình thì nó sẽ có hai dạng. Một là tài liệu hướng dẫn sử dụng, và hai là tài liệu cho kỹ thuật viên. Thì thông thường những cái thông số mà mình tra thì phải tra trong cái tài liệu của kỹ thuật viên của workshop. Để mình tìm, mình nhớ là trang 26, 27, 28. Đây. Để mình zoom to lên. Đây. Anh em thấy rõ không ạ? Zoom to lên thì đây. Tài liệu này nó có nhiều phần lắm, mà mình chỉ xoáy sơ xoáy vào cái này nha. Đây này, đây chính là cái phần mà nó nói về cái dây cao áp này. Để mình lược dịch ha. Kiểm tra dây cao áp, dây đánh lửa, đây là hệ thống dây đánh lửa. Rồi, kiểm tra và thay thế này, relax và thay thế này. Cái nó ở đây nó nói mình là mình sẽ hai cái dòng này này nó hướng dẫn mình cái cách để mà mình thay thế cái dây cao áp. Và cái dòng dưới đây này, đây cái phần này chính là nó chỉ mình cái cách để mình kiểm tra. Ở trên này nó là kêu mình kiểm tra cái dây đó bằng cách là kiểm tra cái vẻ bề ngoài, cái mặt ngoài xem thử là có bị nứt gãy gì không. Tại vì sao vậy? Tại vì khi mà cái dây này á, đây là cái dây cao áp, dòng điện trong này rất là cao. Điện áp của nó tối thiểu để mà phóng điện được là 20.000V. Tùy xe, tùy thiết kế thì nó sẽ dao động từ 20.000 cho đến 40.000V. Vì vậy chỉ cần một vết đứt nhỏ trong này thôi thì nó sẽ phóng điện ra cái vỏ xe, những cái chân mát, những cái vỏ máy, vỏ động cơ. Cho nên khi đó thì nó sẽ làm cho cái giảm cái hiệu suất đánh lửa của cái dây này. Cho nên là đối với cái dây cao áp này á thì cái yêu cầu kỹ thuật của nó cực kỳ khắt khe nha. Và đối với cái lớp vỏ này nè, chỉ dùng vỏ của dây chính hãng thôi thì họ mới dùng được những cái lớp, và cái này nó có nhiều lớp lắm, để đảm bảo được cái vấn đề là vừa là khử từ trường này, vừa là khử được cái phóng điện này, vừa là nó không có bị cái nhiễu từ nha. Tại vì điện áp cao nó sẽ gây nhiễu từ. Những anh chị nào mà ở gần cái đường dây cao áp, đường dây cao thế, đường điện cao thế đấy, thì sẽ hiểu rõ vấn đề này. Nó bị nhiễu từ rất là lớn, cho nên cái đường dây này nè đòi hỏi yêu cầu rất là khắt khe nha. Những xe cũ á,
mà nó hay bị cái tình trạng là nó xui cái loa đó, là do cái nhiễu từ này, mà thông thường là xui theo nhịp chân ga, ga lớn thì xui to, mà ga nhỏ thì nó xui nhỏ mà réo, chứ ga thì là do cái này nè, do cái này nè, nó có nhiều nguyên nhân, nhưng mà một trong những nguyên nhân là do cái này, nó gây nhiễu hệ thống từ đó. Mình quay trở lại thì cái cấu tạo này, mình sẽ có một cái buổi mình nói về cấu tạo của này mình đi sâu vào cái đo kiểm thôi. Thì ở đây á, hãng nó hướng dẫn mình á, là mình cái bước một á, là mình sẽ kiểm tra nứt bể gãy thế này ha. Mà cái thông thường cái này thì nó cũng hiếm lắm, ít lắm. Thì cái cách để mà mình kiểm tra á, mình nói về cách lý thuyết nha, cách kiểm tra là anh chị chúng ta nổ máy lên, nổ máy lên, sau đó mình sẽ dùng một cái bình xịt nước, mình xịt lên cái dây cao áp này này, và mình xem nha, để vào trong bóng tối mình xem thử nó có nẹt lửa ra không đó nha. Nói chung kiểm thì nó có nhiều cách để mà kiểm lắm, có khi nào tiện thì mình sẽ làm thực tế, nhưng mình nói như hồi anh em cũng khó hình dung. Rồi cái thứ hai, cái dòng thứ hai này nó nói là mình kiểm tra đo điện trở, kiểm tra bằng cách đo điện trở bằng đồng hồ ohm, chính là cái hình minh họa đây này, là mình đo điện trở của cái dây cao áp á. Anh em mình dễ hình dung ha, đo điện trở đây, đo điện trở, và cái dòng thứ ba là thay thế, nó nói là mình thay thế khi mà cái mức điện trở này quá limit đây. Thì đây chính là cái thông số, đây chính là cái chìa khóa của anh em đây. À, tuy nhiên nó có một cái điều thế này nè anh em, cái này đo điện trở của cái đoạn dây này thì rất là đơn giản thôi, ai cũng có thể đo được, chỉ cần có một cái đồng hồ là đo được thôi. Tuy nhiên anh em phải hiểu về cái thông số thì anh em mới có thể là đo kiểm và áp nó vào đúng cái thông số được. Ở đây này anh em nhìn vào cái tiêu chuẩn này, standard là cái tiêu chuẩn, đây là cái tiêu chuẩn của hãng á. Tiêu chuẩn của hãng họ nói là 16 kilo ohm trên 1 mét, có nghĩa là gì? Có nghĩa là họ quy chuẩn về cái điện trở của dây dẫn đây nè, của cái dây cao áp này, họ tính theo mét đó, họ tính theo mét. Tại sao họ phải tính theo cái mét này? Tại vì cái chiều dài thực tế của mỗi cái dây dẫn đây nè nó khác nhau. Ví dụ một cái xe 4 máy thì 4 cái dây này nó có chiều dài khác nhau, cho nên họ phải phân ra mét. Chứ nếu họ không phân ra mét thì họ sẽ phải ra họ họ sẽ phải 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 đưa ra là cái điện trở cho dây số 1 bao nhiêu, dây số 2 bao nhiêu, dây số 3 bao nhiêu, dây số 4 bao nhiêu. À, nếu anh em nào mà có một tí kiến thức về điện thì sẽ biết rằng là cái điện trở dây dẫn nó phụ thuộc vào cái chiều dài, nó phụ thuộc vào cái chiều dài dây dẫn. Chiều dài mà càng tăng, chiều dài dây dẫn càng tăng thì điện trở dây dẫn càng lớn đấy, cho nên là cái điện trở dây dẫn thì nó sẽ phụ thuộc theo cái chiều dài này nè. Và để đưa ra một cái thông số chung thì hãng nó đưa ra là cái thông số này là điện trở theo 1 mét chiều dài, có nghĩa là cứ 1 mét chiều dài cái vật liệu dây dẫn anh làm về vật liệu gì ta tôi không cần biết đấy, anh khử từ, anh chống nhiễu, anh bảo bọc như thế nào đó không cần biết, anh sử dụng như thế nào kệ anh, cứ đo điện trở lên 1 mét mà nó cho ra 16 kilo ohm là đạt tiêu chuẩn đấy. Đây là niên xuất xưởng nha, niên xuất xưởng. Và sau một quá trình mình sử dụng, sau quá trình sử dụng thì dưới tác dụng của môi trường làm việc, dưới nhiệt độ, dưới điện áp cao thì cái dây dẫn này nó sẽ oxy hóa đi, oxy hóa đi, và nó sẽ làm tăng cái điện trở này lên, và tăng lên đến một cái ngưỡng nào đó thì hãng nó đã đặt ra mình đây, đây chính là cái limit của nó là 20 kilo ohm trên mét. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là hãng nó quy định là sau sau khi mà cái điện trở này nó tăng lên quá cái này là thay, thì khi đó thì cái dây của mình nó sẽ không đảm bảo được cái hiệu suất nữa đấy. Đây là cái mặt lý thuyết ha, đây về mặt lý thuyết là vậy, muốn đo kiểm cái dây cao áp này còn đảm bảo hay không thì mình phải đo điện trở, chứ không có nói miệng được, không có nói miệng được. Và muốn biết điện trở bao nhiêu thì anh em nhớ cho mình cái thông số này đó, anh em chỉ cần nhớ cái này thôi.
Rồi bây giờ tính toán như thế nào thì mình sẽ đo kiểu thực tế mình tính. À. Rồi, ở đây thì mình sẽ có một cái bộ dây phin. Cái này là dây phin theo xe nha. Xe của thằng Vitara nha anh em. Thằng này là dây zin luôn á. Nè, anh em có thể nhìn cái đầu này. Dây zin thì cái đầu của nó sẽ là màu đỏ này nè, và anh em nhìn kỹ này. Cái đầu nối này họ làm rất là tốt nha. Không hề có dấu ten rỉ nha, đó. Và cái cao su bọc á ở ngoài á, mười mấy năm rồi nhưng mà nó vẫn còn rất là ngon ngon lành luôn, tốt, nó không có bị nứt bị gãy gì hết á, cái cao su này. Đó là đó chính là cái sự khác biệt của hàng chính hãng và hàng chợ nha, là cái này nè. Nhiều khi anh mua về hàng chợ gắn vô xài không được, lý do tại sao anh em biết không? Do cái lớp này nè, do cái lớp này nó làm cách điện không không đạt tiêu chuẩn về mặt cách điện, nó sẽ phóng điện ra mát, ra thân vỏ, ra các chi tiết kim loại khác, thì nó sẽ làm cho hao tổn cái đường truyền của mình đi. Bây giờ mình sẽ đo kiểm nha, mình đo kiểm xem thử là cái dây này nè nó có còn đạt tiêu chuẩn hay không ha. Nhiều người nói là ồ cái dây này nó vẫn còn ngon nhưng mà sao phải thay đó. Và nhìn nó đâu có nứt mẻ chỗ nào đâu mà phải thay nguyên dây mới, thì mình đã thay rồi và mình bỏ ra đây ha. Mình thay một bộ ra rồi á, nhưng mà một bộ nó 4 dây, nhưng mà nhiều hồi mấy anh em đi đi mà nó bị hư á, thì người thì lấy cọng này, người lấy cọng kia, thì tất nhiên là chạy đỡ thôi, chạy chạy xử lý tình thế thôi nè, đâu ấy nè. Thì để đo được cái này á thì mình phải có cái đồng hồ nha. Đây là cái đồng hồ này, thì cái này mình vừa làm kiểm tra thử là nó có bị đứt nối hay không, hoặc nó có hư hay không. Và nếu mà cái này nha, riêng cái này nếu mà hàng chính hãng dùng đó, thì nó chỉ có giảm giảm chất lượng đi thôi, chứ không, nó khó đứt lắm, khó cái lõi nó khó đứt lắm, tại vì cái lõi của nó cái này này nó có nhiều lõi chứ không phải là một lõi một sợi từ trong ra ngoài đâu nha anh em. Đây này, để mình đo. Cái chiều gì cái này này, khi mình đo thì cái thông số để mà mình kiểm tra sẽ là cái điện trở. Tuy nhiên cái điện trở mà mình đo á là nó sẽ phụ thuộc vào chiều dài nha. Mỗi mỗi dây này dài hay là dây ngắn thì điện trở tổng mình đo trên cái dây này nó sẽ khác nhau. Và khi mà cái thông số mà hãng nó đưa ra để mình thông số để mà mình kiểm tra á, thì nó cũng cho ra thông số là điện trở trên chiều dài. Anh em nhớ nha. Thì cái tiêu chuẩn của hãng á là 16 kilo ohm trên 1 mét chiều dài, đó là khi xuất xưởng. Và trong quá trình sử dụng á, thì dưới tác dụng của nhiệt độ rồi cái tác dụng của môi trường làm việc á, thì cái điện trở này nó sẽ tăng lên và tăng đến một cái limit mà đảm bảo hiệu suất, đó là 20 kilo ohm trên mét nha. Thì có nghĩa là gì, bây giờ mình sẽ đo ha, 20 kilo ohm trên mét. Muốn lo muốn biết so sánh thì phải trước hết ta phải quy về một cái hệ quy chiếu chung. Cái này mình đo ra là 50 đi, cái dây này là 50 đó, cái dây này thì nó là bao nhiêu, dây này 32 nhớ nha, dây này 32, dây này 50 rồi. Và bây giờ mình đo ha, mở đồng hồ lên. Trước hết thì mình phải test thử là cái đồng hồ này nó còn sử dụng được không. Đó, nó báo thông mạch đó nha, báo thông mạch rồi. Thì cách thức đo cũng rất là đơn giản. Đầu tiên mình sẽ đo thông mạch của hai cái đầu ghim này. Đầu tiên là mình đo thông mạch trước đã ha, sau đó mình sẽ chuyển về chế độ đo đo ohm để mình đo điện trở. Hiển số không biết anh em có thấy số không? Để mình focus lại cho anh em thấy cái rõ cái số. Để mình focus lại cho anh em thấy cái số nha. Anh em thấy số có rõ không?
Đó, số nó nhảy đó, 758. 7.58 kg nha anh em. Rồi. Rồi, bây giờ mình ghi nhận cái con số này. À, cái con số này nó là 7.58 kg. À, 7.58 kg thì không có nghĩa là cái điện trở của cái dây dây này nè. 7.58 kg là chỉ là cái dây điện trở của cái thằng này thôi nha, hiện tại của thằng này thôi. Chứ không phải là theo tiêu chuẩn nha, khi mà mình tính theo tiêu chuẩn thì mình sẽ áp nó vào theo mét. Theo mét. Rồi bây giờ mình sẽ mình lấy giấy mình ghi lại đi. À. Anh em thấy rõ không? À, anh em có thấy rõ con số không? Nó là 11.48 kg. Rồi. Để mình ghi vào sổ đó. Đây hay là 11. 48 kg trên 0.5. Rồi. Đây là thông số nha anh em thấy rõ không? À, dây 1 của nó là 7.58 kg trên 0.32 m. Cái dây 2 của nó là 11.48 kg trên 0.5 m. Rồi, thì bây giờ mình muốn biết được là nó còn chuẩn hay không so với cái thông số của hãng đề ra, thì cái con số này nè, mình phải quy về theo mét nha. Quy về theo mét, quy về theo mét thì phải lấy cái con số này. Nè, lấy số này mình chia cho số này thì sẽ ra được. Đây, thì sau một hồi tính toán thì mình ra được là cái dây số 1. Dây số 1 của nó sẽ là ra được 23.6 kg lô ôm trên mét. Và dây số 2 nó sẽ bằng là 22.9 kilo ôm trên mét. À, khi mà mình so với cái tiêu chuẩn của hãng đưa ra, cái limit của nó đưa ra cuối cùng đó là 20 kilo ôm trên mét. Vậy thì mình có thể đưa ra kết luận cuối cùng là cả hai dây này đều đã không còn đủ tiêu chuẩn so của hãng đưa ra. Thì có nghĩa là nó đã không đảm bảo cái hiệu suất đánh lửa hai dây này, mình có thể khẳng định vậy. Và trong hai dây này thì dây nào còn tốt hơn? Thì theo thông số này thì dây số 2 còn tốt hơn. Nó chỉ có 22.9 kg ôm trên mét thôi. Mà dây dây số 1 nó đã là 23.6 kg ôm trên mét. Đó, thì tới đây thì chắc là nhiều anh em cũng đã thông được rất là nhiều phần trong vấn đề kỹ thuật này. Đặc biệt là trong vấn đề đo kiểm cái dây cao áp. Mình biết rất là nhiều anh em họ có thông số nhưng mà họ không biết cách làm. Hy vọng là sau khi xem xong clip này, các anh em sẽ rõ hơn trong cái vấn đề đo kiểm một bộ dây cao áp và trong quá trình sử dụng, là trong quá trình làm nghề hoặc là sử dụng xe cho bản thân, anh em cần những tài liệu kỹ thuật nào thì cứ post lên group, mình sẽ cố gắng hỗ trợ tốt nhất có thể trong thời gian sớm nhất cho các anh em. Cảm ơn anh em đã tin tưởng mình trong suốt thời gian qua.